Kể từ ngày câu lạc bộ Hà Nội bàn giao sân hàng đẫy trở lại cho thành phố Hà Nội, cùng với việc phải gánh một lúc 3 câu lạc bộ tại V-League, mặt sân hàng đẫy đã xuống cấp thấy rõ. Dù mùa đông năm nay không khắc nghiệt như những năm gần đây, nhưng mặt sân hàng đấy hiện tại có chất lượng khá thấp nếu so với các mặt sân khác ở khu vực miền Bắc hiện nay. Tuy nhiên, điều này sẽ bắt buộc phải thay đổi trong thời gian tới. Khi mới đây, AFC đã ban hành tài liệu hướng dẫn đăng ký tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC với các nguyên tắc phân bổ suất tham dự cho các liên đoàn thành viên và các câu lạc bộ đủ điều kiện để tham dự từ mùa giải 2024-2025 trở về sau. Theo đó, một trong 6 tiêu chí được AFC nhấn mạnh đó là về sân vận động. Cụ thể là chỉ có tối đa 2 câu lạc bộ cùng sử dụng một sân vận động làm sân nhà tại giải vô địch quốc gia. Như vậy, trường hợp của 3 câu lạc bộ Hà Nội, Thể Công Viettel và Công An Hà Nội hiện nay là chưa đáp ứng yêu cầu của AFC. Nếu 3 câu lạc bộ tiếp tục sử dụng chung một sân vận động tại mùa giải này, VFF không đủ tư cách để được AFC phân bổ suất trực tiếp tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á kể từ mùa giải 2024-2025. Vì vậy, VFF yêu cầu VPF rà soát và thực hiện đầy đủ quy định về tiêu chí tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của AFC. Theo dõi và hỗ trợ 3 câu lạc bộ này thực hiện phương án một trong số 3 câu lạc bộ chuyển sang thi đấu tại sân khác đủ tiêu chuẩn thay thế sân hàng đẫy, nhằm đảm bảo chỉ có tối đa 2 câu lạc bộ được thi đấu trên sân vận động hàng đẫy trong thời gian càng sớm càng tốt. Đây cũng là tín hiệu tốt với mặt cỏ sân hàng đẫy trong thời gian tới, để có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các trận đấu trên sân vận động này.